Vâng, em xin thông báo mà các những khách hàng sau là bị trong khu vực phía Nam ấy là bị giữ hàng ở tại bị, tức là bị bắt hàng á, tức là không lấy ra được, mất luôn ấy, là bị bắt tại Huế và tại Quảng Bình nhá, trong ngày hôm qua và ngày hôm kia nhá. Thứ nhất là Bác Khương mà bill là 52738 85229 ở là Cao Lãnh Đồng Tháp, bộ karaoke 8 triệu nhá, Bác Khương nhá. Người thứ hai là anh nữ ở Tân Châu An Giang, cái vàng K960 1,5 triệu, anh nữ nhé. Đây Lý Hữu Hòa, đuôi là 23, mã bill là 233. Đây vàng Chipat 1,7 triệu, 1,7 triệu nhé. Tiếp theo đó là Dương Việt Cường, BBS U2030 bảo bộ đẹp tại Biên Hòa Đồng Nai, 2,7 triệu. Dạ, em nghe ạ. Đặng Chí Hương hướng tại Ehel Đắk Lắk 2030, mã bill là 263, 2,6 triệu. Anh Bắc Phúc đuôi 267 vàng VF1 1,7 triệu. Nguyễn Ngọc Huy đùi là bảo bill là 515, 3,550,000. Cái mic BBS A1 này bây giờ nhập vào rất cao, bán một bộ mic chỉ được mấy trăm ngàn thôi, bị bắt là mất trắng luôn, mất hơn 3 triệu, chỉ được mấy trăm ngàn thôi. Bắt toàn hàng mới này, sốt ruột lắm, nhiều hàng mới nhiều tiền. Đặng Văn Trọng mic BBS A1, mic BBS A1 3,350,000. Đặng Văn Trọng mã bill là đấy 596. Tiếp theo nữa là Nguyễn Văn Dương VBS U2030 tại Dĩ An Bình Dương, 2,6 triệu, 2,6 triệu. Tiếp theo là Trần Văn Huỳnh, mã bill là 249, 249 tại An Phú An Giang, mang Chipat 1,7 triệu. Hoàng Văn Thành tại Ô Môn Cần Thơ, đẩy màu ép, cái đẩy này khá là nhiều tiền, 4,3 triệu, 4,8 triệu. Đẩy màu ép, cái đẩy này bên em nhập vào cũng cao, bán được có ít tiền thôi, được có mấy trăm ngàn thôi, mà bát phát là lỗ vốn này, mất sặc máu luôn này. Đẩy màu ép 4,8 triệu. Tiếp theo là Bắc Đăng, đẩy 4 kênh ở Đồng Nai, Long Khánh Đồng Nai, Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai. Bán này đi rất xui, bán này cái đẩy cũng khá là nhiều tiền, 5,5 triệu. Cầu ship Bác Đăng luôn, mã bill của bác là 5300. Tiếp theo là anh Quang ở Bình Ninh, Bình Minh, Vĩnh Long, BBS A1 3,3 triệu. Phan Văn Hải vàng 580 tại Rồng Tôm Bến Tre, 1,7 triệu. Nguyễn Ngọc Bình ở Bến Tre, thị trấn Mỏ Cày Bến Tre, số điện thoại như trên, mic GTS của bác này đi cái này là 2 triệu, 2 triệu. Cái bộ mic là thanh lý nhất chỉ là tốt kiếm, mic này GTS của bác Bình ở bác nhé. Anh Long ở Bà Rịa Vũng Tàu, mic BBS A1 3,3 triệu. Mã bill của anh này này 5291. Tất cả các mã bill này các bác lên trên hệ thống tra đều là ra nhé. Huỳnh Chí Thành này, Jack Amly Vang Chipat Bình Thuận, Đức Tài Bình Thuận, Huỳnh Chí Thành 2,1 triệu. Mã bill là 52738 5270. Tiếp theo là anh ghi thế này không, cái bè Tiền Giang đuôi 093039602344 vàng 580 1,7 triệu.
À, cái này ông ghi đè lên nó không hiện tên nữa. Cái số điện thoại này của bác nào bác có nhận nhá. Vâng. Rồi. Võ Văn Xuân, ông này đổi cái mic này. Đổi cái mic vừa mất luôn này. Cái này là mic hơn 3 triệu luôn này. Đấy. Võ Văn Xuân. Tây Ninh. Bị bắt luôn, mã bill là 5273852074. Tiếp theo nữa là Nguyễn Văn Mẫn ở Long An, mã bill là số tiền là 1.800.000, con chi phát 560 2.900.000, mã bill là 5273852294 nhé. Đây là những cái danh sách các bác là bị giữ hàng, thì trong cái danh sách này thì sẽ điện cho từng bác một, thì hàng đang bị giữ đây, tổng cộng thiệt hại là trong đấy đây là tổng cộng là 20 bill, là hơn gần 70 triệu của em. Nhưng là các bác hết sức là thông cảm, để em sẽ điện lại cho các bác để thương lượng bằng cách gì đó để em gửi hàng cho tất cả các bác này trong danh sách này.